Em An xin gửi lời chào tất cả chị và ngay buổi sáng hôm nay Em An lên sóng nhanh giới thiệu chị một mẫu xe phân khúc hạng B mới nhất vừa có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương. Chúc tất cả anh chị có những phút giây thật vui vẻ, thoải mái khi xem video của anh YouTube của Em An. Chúc anh chị là một chiếc Hyundai Accent sản xuất 2020 số tự động bản tiêu chuẩn. Chiếc xe đang chạy 20.000 km và giá bán hiện tại đang là 499 triệu còn thương lượng cho anh chị. Nếu mà anh chị thực sự quan tâm thì lên xem xe để được giá tốt nhất anh chị nhé. Và chiếc xe này thì anh chị có thể thấy chủ xe đã vào một độ một quả bô rất thể thao và có hai chế độ luôn, một chế độ như bình thường và một chế độ kêu rất là lớn luôn, thể thao cũng chất thể thao luôn. Một mẫu xe phân khúc B không phải nói quá nhiều về form dáng và option đúng không ạ, rất đầy đủ luôn. Số tự động 499 triệu, ngân hàng có thể hỗ trợ cho anh 280 triệu anh chị nhá. Đây nội thất, đây nội thất thì nguyên bản là ghế nỉ và đã được vào một bộ ghế da theo kiểu của bản đặc biệt á, ghế da hai màu giữa đục những chi tiết lỗ nhỏ, vô lăng tích hợp anh chị nhé, ba chấu số rộng, khóa đầy độ thông minh, các tính năng an toàn như cân bằng điện tử này đầy đủ hết, gương kính chỉnh điện, gương cục rất là mới nhé. Accent thì luôn luôn là những cái mẫu xe mà bán tốt nhất và chạy nhất hiện nay. Đó. Khóa điện đây, khóa chế độ bô đây, bô thể thao anh chị nhé, rất mới ạ. Màn hình cam lùi chỉ đường đầy đủ hết rồi, đầy đủ start top. 499 triệu chị nhé, giá luôn còn thương lượng, thoải mái cho chị luôn. Đây, em bao tuyệt đối vấn đề lỗi đâm đụng thủy kích, tai nạn và ngập nước, đấy là bao tuyệt đối và có check test thoải mái cho anh chị, có hốc rõ hàng điều hòa cho hàng ghế sau luôn. Đây, đây em đang tháo khẩu mình ra, anh chị sẽ không không. Đây, em sẽ bật tạm lại đi. 2020 nhé, rất đẹp. Xe cũng vào lót cốp sau này, đầy đủ hết này, sơ cua đây, mang biển số Tây Ninh nha anh chị nhé, rất đầy đủ, nói chung là nguyên bản không lỗi lầm gì hết, bao tuyệt đối luôn. Anh chị có thể bao test hãng hay là mình có thợ thầy lên đây test thì em mang bao test cho anh chị luôn. Sử dụng nguyên bản hết nha anh chị nhé, rất mới rồi. Bỏ theo xe hết, bỏ theo xe, tất cả là bỏ theo xe, 4 tháng đĩa, bỏ chỉ đĩa tầng rất mới, 2020 nhé chị nhá, khóa cảm biến thông minh và tất cả các tay cửa đều mạ chrome hết, Xe luôn luôn là một mẫu xe nếu mà so với giá mới thì nó cũng không chênh lệch quá nhiều, nhưng mà bù lại với những anh chị nào mình tài chính hạn chế thì rõ ràng đi một chiếc xe đã qua sử dụng tiết kiệm được 70-80 triệu cũng đã là một cái gì đó rất là ok rồi đúng không ạ? Giá mua đầy đủ. Trên đây thì chủ xe đã dán những cái bộ tem màu đen này đây, đề can màu đen. Đây phần khoang động cơ đây, máy 1.4 mức tiêu nhiên liệu rất là tốt đây, động cơ đây, máy rất là đẹp, tất cả những cái chi tiết đây, ông chưa tháo mở bất cứ chi tiết nào cả, cực kỳ đẹp và liền lạc mọi chi tiết ốc đây. Có một số chỗ sơn dặm ở phần cảng trước thôi, cảng trước và chút cảng sau về cơ bản thì zin tuyệt đối luôn. Mới tinh nhanh chị nhá, ok. Mức tiêu nhiên liệu của Accent thì dao động khoảng 6-7 lít thôi. Mặt ga lăng thì cũng đẹp, pha đều là dạng thấu kính có giải led định vị luôn. Các hốc đèn gầm sương mù đều bản chrome, mặt ca lăng vậy lục giác, những cái thanh mặt chrome rất là đẹp, siêu mới nhanh nhá. Rồi anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo cho em An nhé, theo hai số online mà em luôn sim ghim sẵn ở màn hình video. Một lần nữa cảm ơn anh chị và xin kính chào lại anh chị ở những mẫu xe tiếp theo. Xin chào và gặp lại anh chị.